À, sáng nay nghỉ rồi, rụng rúng rồi. Anh yêu à? Hèn chi. Bà vui gì? Bà tiêu ly. Nhưng mà sáng nay vẫn nhắn được cho chị cái tin là này kia là cũng được rồi. Bữa nay không đi rồi chị. Hơn bé trẻ em mệt, đi không nổi, cho em suy nghĩ. Mà bé nó mới cũng quyết tỉnh lắm đó nghe. Cho gì xíu cái bông nước muối. Cái đèn chi tội nghiệp vậy trời. Nắng nào mụn cũng tạm tạm được rồi đúng không ta? À, lên thất miết à hả? Lên thất miết là không biết khi mùa đẹp luôn đó. Mà đau đó. Quéo cò. Đâu rồi? Tự nhiên thích được lấy mụn dễ sợ luôn á. Mà mụn nhỏ thôi chứ mụn viêm đau cám cám chứ. Đây không nào giờ cả đóng mụn mặt em dài mụn cám thế nên mà chị mũi ly hề mũi với môi cằm chín mụn nữa thì có em đừng mong chi đừng mong nhọt là được. Bữa chỉ còn đè xong tờ lừa tờ le sáng này mấy gái vẫn đang lành thiệt đấy, nghe là làm thấy cái gì chơi nữa chứ thân kia đi. Em nói con má lại em không đi cho người ta.
Gớm quá. Giống cái bà vừa rồi chị làm. Chị tiêu khủng như bà đỡ hẳn luôn. Lần đầu cô chị lo nó là lấy mũ tốt lần là hết luôn. Và đến đoạn sau nữ thăm tham thi kim thi đồ cho tham chê để đẹp thể xuống đây mà tan nát. Khói mây luôn. Tan nát cuộc đời luôn. Và mình đã bỏ thi kim từ đó. Mà đâu phải mình em nó kỹ mấy đứa kia cũng bị mắn bị nhẹ hơn em. Mấy đứa kia cũng bị lên mũ nhẹ. Khói thăm, em nhớ khói thăm nữa. Đó là sao em mấy ngày em không bị nổi mụn sao. Ha. Yeah. Chị ví dụ như bên em á. Ví dụ như bên em cưới đúng không? Là kêu là kêu trọn đời rồi đó, nhưng mà lỡ nha. Người chồng thay đổi này kia đồ mà điên bà khùng nữa rồi cũng ưa. Lỡ ví dụ như rứa rồi ví dụ như ổng ưa ai đi rồi em vẫn chấp nhận à? Ưa thì ví dụ như họ ưa, họ ưa bên ngoài thì họ ngoại tình hoặc là họ gì đó kia thì họ có tội thôi, còn mình thì vẫn cứ bình thường đó. Tầm mạnh khó nhận cũng muốn nói vẫn có bình thường nữa đó. Thì mình tức thì mình chửi vào mình nữa đó. Nhưng mà bắt buộc cũng không được cái gì. Nếu mà ngoài và ngoài đời sống thì có nhiều người họ đi dị thì họ có được đi dị giống như chị Yên đấy, chị Yên đang đấy đúng không? Chồng đúng không? Ông giờ ông người khác nhưng mà chị không được làm lễ cưới ở nhà thờ thôi, chứ còn biết trên luật của hội thánh thì là hai người vẫn là vợ chồng, nhưng mà ngoài đời thì chị lấy người khác thì giấy tờ với người kia chị lấy người như gì được? Bình thường không cho, nhưng mà người ta làm thì người ta vẫn được thôi. Nhưng mà vợ chồng hai người đang bình thường chứ? Già quá. Già, 60 tuổi thì chị. Mà đang bà ưa được hai rồi. Rồi chị có tin còn bạn thân của em ưa cái ông 6 mấy tuổi không? Ngang tuổi bố nhà đâu. em cứ tao không hiểu nổi gì luôn á. Thế thì tao ưng lắm đi. Chứ lời chị chúng ta được cái gì đó. Cái gu. Mọi người cũng có một cái gu. Thằng em trai của anh là chơi với em chứ gì. Hay là mình cũng không hiểu nổi chị mình nữa. Chứ đừng có ai hiểu. Đã phải em đi uống rồi dắt về nhà thì không tiêu bình thường. Nó thôi nó kiểu như ngoài nó đi chị, nó kiểu bình thường, mình hạnh phúc là được. Đó đó. Anh nói cưới không cưới? Không, kiểu mọi người cũng có một cái sở thích quá chứ không phải là do một vấn đề gì đâu. Nó cưới chồng nó kêu khẩu, tao nó cưới đó, tao thích ở đó đó. Thích kiểu thích người đi yêu thì cưới, không yêu thì bỏ, yêu người khác. Thay liên tục với chị. Nhưng mà hắn được cái tự chủ tài chính nha, thân thủ tài chính người khác, hắn làm là tiền á. Tự đi du lịch, hắn đi đây đi đó đó. Thế đứa là sướng đó hả? Ừ. Đứa là một không đó, mà sướng. Họ như là vui đi lấy chồng, mình chưa phát hiện lấy chồng ấy, tự dưng đang vui đi lấy chồng ấy. Chị mà bà kỹ lắm nha, mỗi lần mà quen ai chị bắt đi bệnh viện rồi xét nghiệm gì này nọ, những thứ chị lo rồi với nó đó. Kiểu như bà nó nói đó. Ơi, nhiều người bữa nay kỹ đó đó. Anh kêu là không có dễ dãi luôn. Mà bên kia họ cũng bắt mình là rứa. Nhưng mà như rứa sẽ ok hơn. Hay mình chỉ bắt mình mà quen cỡ con giáp thôi là thấy bố mẹ ngăn cản tuyệt đối. Hồi xưa quen ông nữa, ông đi Nhật đó mà ông cũng sinh năm 82 chị là ngang tuổi với cả Linh Bi đó. Mà mẹ cha mẹ em nhỏ không phải quen mua mà đến chơi thì chị. Mà mẹ em nói cản ngay từ đầu luôn, mẹ kêu một hơn con giáp ghê. Thế là đi ủa bạn con mà còn lại yêu bố mẹ. Rồi kêu ẩy em lớn tuổi quá là bằng tuổi anh đồng nhà em á. Mùi chưa cao con giáp mà làm chi là căng chi hề.